Ngày xưa có một cậu bé nhà nghèo. Vì thế cậu không được cắp sách đến trường. Cậu thèm học lắm nên thường xuyên đứng dưới cửa sổ lớp để học lỏm cùng các học sinh khác. Chẳng bao lâu sau cậu đã đọc thông viết thạo. Thầy Đồ biết chuyện đã tìm đến nhà khuyên cha mẹ cậu. Cháu sáng ra lại có chí, ắt có ngày làm nên công trạng. Nghe theo lời khuyên, cha mẹ cậu làm việc vất vả hơn, cố chắt bóp cho con đi học. Từ đó ngày nào cậu bé cũng dậy sớm đến lớp vì đường tới trường khá xa. Bên vệ đường có con chó đá. Từ hôm cậu bé nghèo đi học, mỗi khi cậu bé đi qua, chó đá lại nhổm dậy vẫy đuôi mừng, làm cho đám học trò nhỏ kinh ngạc và hoảng sợ. Nhưng cậu bé nghèo lại không để ý thấy vì trên đường đến trường cậu cặm cụi học bài. Một hôm các bạn học trò chỉ cho cậu cảnh con chó đá vẫy đuôi. Học trò qua lại đây rất đông, sao chó lại mừng riêng có mình tôi vậy? Chó đá chỉ chân lên trời và nói, tôi biết rằng nay trên thượng giới Ngọc Hoàng đã phê sổ thiên tào cho cậu đỗ khóa thi này và được làm quan. Vì thế tôi đón chào, kính trọng viên quang vương lai của tôi. Cậu bé về nhà kể hết cho cha mẹ biết, cha mẹ cậu rất vui mừng. Kể từ hôm ấy, cha cậu bé thay đổi tính, lên mặt ta đây và coi mình như cha của quan vậy, ngay cả khi cho trâu ra đồng ăn cỏ. Nhiều lần đàn trâu tràn xuống ruộng, ông ta cứ để cho lũ trâu mặc sức phá phách, dẫm nát lúa và bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của mọi người. Một hôm, ông ta còn ngang nhiên lùa trâu xuống ruộng lúa cho chúng dẫm đạp và gặm lúa. Chủ ruộng xót lúa còn ông ta thì dọa dẫm. Khoa này, con ta thi đỗ rồi làm quan thì các người sẽ biết tay ta. Từ bấy giờ, chó đá thôi không vẫy đuôi mừng khi cậu học trò đến lớp. Cậu bé lấy làm ngạc nhiên hỏi, tại sao chó không đứng dậy vẫy mừng như mọi khi? Chó buồn rầu đáp lại, tại cha cậu nên mặt hay dịch mọi với mọi người, lại còn cho trâu ăn lúa của người ta. Người làm cha mẹ phải ăn ở hiền lành để đức cho con cháu. Đằng này cha cậu lại ác quá, thế nên tên cậu trong sổ thiên tào đã bị gạch bỏ đi rồi. Cậu học trò buồn lắm. Trở về nhà cậu thuật lại cho cha mẹ nghe. Người cha ân hận lắm, vội đến xin lỗi những người mình đã chót khinh thường. Từ đó ông ta chăm chỉ làm ăn, tu nhân tích đức, sẵn lòng giúp mọi người. Thời gian trôi mau, cậu học trò nghèo càng miệt mài học hành và không quên giúp đỡ cha mẹ. Rồi một hôm cậu học trò khăn gói lều chõng lên đường đến trường thi. Kỳ thi kéo dài nhiều ngày và rất khó, nhưng chàng trai của chúng ta đã đỗ đầu, được vô phòng chức tân quan. Lễ rước quan tân khoa vinh quy bái tổ thật tưng bừng, dân cả vùng kéo đi đón quan đông như chảy hội, vui mừng và tự hào vì người hàng xóm của mình đã trở thành quan.